mến chào tất cả các cô chú anh chị gần xa đây xung kênh LTK Bonsai ha. Em tên là Ngọc Bích, em ở Lai Dung, Đồng Tháp. Hôm nay em có về một số hoa giấy ngũ sắc muốn giao lưu với tất cả các cô chú anh chị ha, và nhiều giống giấy mới. Phần cuối clip thì em xin giao lưu là một cây giấy lớn nha, ngũ sắc Thái, thân một cốt luôn, cây rất là lâu năm. Số điện thoại em là 0706961085 cũng như là số Zalo nha để mua hàng. Rất mong được sự ủng hộ từ cô chú anh chị mình ha. Rồi đầu tiên thì em vô cây số 1, cây ngũ sắc Thái nha. Cây này năm màu nha cô chú anh chị. Màu hồng sắc pháo, màu cam, màu vàng, màu đỏ, màu trắng phớt hồng, năm màu ha. Cây ghép rất là lâu rồi nha cô chú anh chị. Đây. Cái phơm tàn của nó thì bông rất là rực rỡ ha. Các mắt ghép thì cũng đã được nó liền lại với nhau hết rồi. Củ đế rất là đặc luôn. Củ đế là không có thể vết gì nhiều ha. Có một lỗ nhỏ chỗ này thôi, củ rất là đặc luôn. Củ lớn luôn ha. Rồi cao 1m6, tay ngang 1m2, hoành 28. Mã số 1 này em xin giao lưu là 1,1 triệu. 1,1 triệu và giá em bao ship toàn quốc luôn ha. Khi ship thì em ship luôn cả chậu luôn. Tiếp theo mã số 2. Mã số 2 cũng là một cây giấy ngũ sắc luôn. Cái này cũng 5 màu nha cô chú anh chị. Đen lên bông rực rỡ ha. Phơm tàn rất là dày đặc luôn. Cái này kê rất là nhiều đợt kê rồi mới có được cái phơm tàn mà nó dày đặc như thế này ha. Cái này cũng 5 màu luôn. Đợt này em về luôn ngũ sắc này là củ đế rất là lớn nha cô chú anh chị. Hoành rất lớn luôn. Cây này nuôi rất là lâu rồi ha. Rồi tổng cây củ là 64 nha cô chú anh chị. Rồi mã số 2. Cao 1m45, tay ngang 1m15, hoành 27. Mã số 2 này là 1,1 triệu. 1,1 triệu và giá em bao ship toàn quốc ha. Tiếp theo mã số 3. Mã số 3 cũng là một cây giấy ngũ sắc luôn. Phơm tàn cây này cũng rất là dày đặc ha. Cái này đủ 5 màu hết rồi. Màu trắng phớt hồng, màu vàng, màu cam, màu đỏ, màu hồng sắc pháo. Cái này đế sổ luôn nha cô chú anh chị. Độ sổ của nó là 30 ha. Đế sổ luôn. Cái mặt chậu ngang là lọt lòng 50 luôn nha cô chú anh chị. Chậu cũng rất là lớn ha. Rồi mã số 3 này cao 1m5, tay ngang 1m1, hoành 21. Mã số 3 này em xin giao lưu là 1 triệu. 1 triệu thì em cũng bao ship toàn quốc luôn nha. Trong quá trình là giấy á, em ship nó sẽ rụng bông và rụng lá một số nha cô chú anh chị. Nhưng mà về mình rất là mau phát triển lại. Tiếp theo mã số 4 cũng là một cây ngũ sắc luôn. Cây này thì 5 màu nha cô chú anh chị. Màu cam, màu vàng, màu hồng sắc pháo, màu trắng phớt hồng. Màu ngũ sắc Thái này nè, nó rất là xuyên bông. Mình chơi hoa quanh năm. Mà với lại màu sắc của nó rất là rực rỡ nha cô chú anh chị. Cái này mình một cặp về mình để trước cửa nhà thôi, rất là đẹp luôn. Cái này đế sổ nha cô chú anh chị. Độ sổ của nó là 40 luôn ha. Đây, rễ nè, rễ rất là quái luôn nha. Củ đế quá. Rồi mã số 4 này cao 1m5, tay ngang 1m2, hoành 25. Mã số 4 này em cũng xin giao lưu là 1 triệu luôn. 1 triệu và giá em bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Tại vì những cây giấy này nào phí ship đóng gói á, bên tụi em làm á, nó rất là lớn luôn. Để mình bảo vệ cái mắt ghép này nè, nên chi phí ship được rất là cao. Tiếp theo mã số 5 cũng là một cây giấy ngũ sắc Thái luôn. Đen lên nụ nha cô chú anh chị. Rất là nhiều nụ và bông luôn. Đây, bông nụ búp búp. Các mắt ghép này thì đã ghép lâu rồi ha. Chi nè, chi nhánh rất là đều luôn.
Đế này cũng đế sổ luôn nha. Cũ rất là quái luôn ha. Rất là đặc luôn. Tất cả các chậu này là cũng bề ngang là 50 luôn nha cô chú anh chị. Cao 1,5 m, tán ngang 1,2 m, hoành 27. Mã số 5 này là 1,1 triệu. Cây rất là già cây rồi. Nó sần sùi hết rồi ha. 1,1 triệu là giá em bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Số điện thoại liên hệ mua hàng của em là 0706 961 085, cũng như là số Zalo của em luôn ha. Tiếp theo mã số 6 cũng là một cây ngũ sắc luôn. Đây. Chèn bông lên nè. Màu ngũ sắc lên thì rất là nổi nha cô chú anh chị, rất là đẹp luôn. Cái này cũng lên 5 màu hết rồi nha. Rất là đẹp. Đế này cũng đế sổ luôn nha cô chú anh chị. Độ sổ của nó là 30 ha. Ở đây là cũ của nó là 40. Rất là đặc luôn ha. Nguyên một cũ này nè, dày đặc nè. Hai tay mà em ơn không giáp ha, là độ lớn ra ngoài rất là lớn luôn cô chú anh chị. Cao 1 m. Cao 1,45 m, tán ngang 1,15 m, hoành 24. Rồi mã số 6 thì em cũng xin giao lưu là 1,1 triệu. 1,1 triệu là giá em bao ship toàn quốc ha. Khi ship thì ship luôn cả chậu như thế luôn. Tiếp theo mã số 7. Mã số 7 là một cây hồng gân nha cô chú anh chị. Đây, hồng gân bông đậm nha. Cây này bông rất là đậm, màu hồng gân. Búp nụ của nó nè, từ nhỏ thì nó cũng đã màu hồng rồi. Hồng gân này có hai dòng, một dòng màu lợt, một dòng màu đậm. Cây này là màu đậm nha cô chú anh chị. Phơm tàn nè, rất là dày đặc luôn ha. Cây thì mặt hoa đang lên. Cái này là mình bẻ hai mâm ha. Được mâm dưới nè, và mâm trên nữa. Hai mâm. Đế thì là đế một cốt luôn ha. Củ đế nè. Nè, rất là già cây rồi nha cô chú anh chị. Các mắt ghép thì đã nó liền lại nhau rồi, nó bông băng keo rồi hết rồi, ghép rất lâu. Cao 1,6 m, tay ngang 1,25 m, hoành 23. Mã số 7 này em xin giao lưu là 950.000. 950.000 là giá em bao ship toàn quốc luôn nha. Khi ship thì ship luôn cả chậu luôn. Tiếp theo mã số 8 là một cây Lisa. Lisa. À Lisa. Cây này giống mới. Đây, nụ lên rất là nhiều nụ ha. Bông nè, gật gỡ luôn ha. Các mắt ghép thì đã được nó liền lại nheo hết rồi. Cây này là tông một cốt luôn. Đây, mặt hoa của nó nè. Rất là đẹp ha cô chú anh chị. Củ đế rất là quái luôn ha. Đế rất là sạch nha. Rồi mã số 8 này cao 1,4 m, tán ngang 1 m, hoành 20. Mã số 8 này 650.000. 650.000 là giá em bao ship toàn quốc luôn. Tiếp theo mã số 9 cũng là một cây Alisa luôn ha. Đây mặt hoa của nó nè. Mặt hoa mà khi chủ gỗ nè, cái màu rất là đậm ha. Cái này là mình chơi được hai màu luôn. Có một cái màu trắng trong đây nữa ha. Trắng này, cây này tương tự như Ấn Độ vậy ha. Củ đế nè. Đế rất là sạch ha. Cái này về mình sang chậu á, mình nâng bộ đế lên thêm giúp em ha. Cây phơm tàn rất là xum xê luôn. Cao 90, ngang 95, hoành 17. Mã số 9 là 500.000. 500.000 là giá bao ship toàn quốc luôn ha. Khi ship, ship luôn cả chậu luôn. Tiếp theo mã số 10 là một cây vàng thái. Cái này là đã vô khung làm tàn dù rồi nha cô chú anh chị. Vàng thái vô khung làm tàn dù rồi ha. Bẻ ra chi nè, rất là đều luôn ha. Vàng thái này thì nó cũng rất là thường siêu bông nha cô chú anh chị. Loại lá thái, màu thái thôi là nó rất là siêu bông rồi. Thân thì thân một cốt luôn ha. Nguyên một củ đế luôn nè.
củ đế quá sát cái củ đế, thân cây rất là già lên móc luôn rồi ha. Đây hai tay mà em ôm không dép luôn ha. Đế này à, củ đế có cái dáng hơi bay nha, 40. Củ đế này là tầm 60 ha. Đây, cây rất là lực nha cô chú anh chị. Rồi mã số 10, cao 1,5 m, tay ngang 1 m, hoành 28. Mã số 10 này em cũng xin giao lưu là 1,5 triệu. 1,5 triệu là giá em bao ship toàn quốc ha. Tại cây này đóng cái khung rất là lớn để bảo vệ cái mắt ghép của mình á. Tiếp theo mã số 11, cũng là một cây ngũ sắc luôn. Ngũ sắc này form tàn nhỏ nha cô chú anh chị. Form tàn nhỏ hơn ha, nên giá tiền nó cũng sẽ nhỏ hơn. Đây. Nhưng form tàn cũng rất là xum xê ha. Mã số 11, cao 1,5 m, tay ngang 1,15 m, hoành là 19 ha. Củ đế rất là sạch ha, củ đặc luôn. Còn mã số 11 này em xin giao lưu là 750 ngàn. Giá này giá em cũng bao ship toàn quốc ha. Tiếp theo mã số 12, cũng là một cây ngũ sắc luôn. Form tàn cái này cũng 5 màu hết nha cô chú anh chị. Này đủ 5 màu hết ha. Viền lá rất là xanh mướt nha. Đế này cũng đế sổ luôn. Độ sổ của nó cũng tầm 30 ha. Cây rất là nhìn có duyên luôn. Rồi mã số 12, cao 1,5 m, tán ngang 1,1 m, hoành 20. Mã số 12 em xin giao lưu là 700 ngàn. 700 ngàn là giá em bao ship toàn quốc ha. Tiếp theo mã số 13, là một cây giấy ngũ sắc luôn. Cây này form tàn rất là xum xê ha cô chú anh chị. Nụ bông ra rất là nhiều ha. Đây, bông búp búp, nụ nụ búp búp ra rất là nhiều. Các mắt ghép thì cũng đã được nó liền lại với nhau rồi. Này củ đế sổ luôn. Đế sổ luôn ha, đế rất là sạch nha. Rồi mã số 13, cao 1,5 m, tán ngang 1,2 m, hoành 18. Mã số 13, 700 ngàn. 700 ngàn giá bao ship toàn quốc luôn. Tiếp theo mã số 14, là một cây gốc giấy Mỹ ghép với cẩm thạch màu tím ha. Này gốc này gốc bonsai luôn nha cô chú anh chị. Đế sổ ha, mặt hoa nè. Thường thường cẩm thạch tím thì nó rất là xuyên hoa, nó cho hoa quanh năm hả. Đây cây này đen lên nữa nè, đen lên nụ nè, rất là nhiều ha. Cái này đã vô dây rồi nha cô chú anh chị. Đế này cũng đế sổ luôn. Độ sổ nó là 53 ha. Củ ở đây là 43 ha. Thường thường là những cây gốc bonsai là phơm tàn không có xum xê nha cô chú anh chị. Nó chỉ như vậy ha. Đế sổ rất là sạch luôn. Rồi mã số 14, cao 75, ngang 65, hoành 26,5. Mã số 14 này là 900 ngàn. 900 ngàn là giá em bao ship toàn quốc luôn. Khi ship thì em ship luôn cả chậu ha. Tiếp theo mã số 15, cũng là một cây cẩm thạch tím luôn ha. Này gốc với Mỹ luôn. Quá xá cái bộ đế nè. Đế sổ này nuôi cũng rất là lâu ha cô chú anh chị. Cái này đã vô dây rồi nha. Độ sổ của nó là 57 nha. Cây rất là quái ha. Này cẩm thạch màu tím luôn nha cô chú anh chị. Cao 1 m, ngang 50, hoành 30. Mã số 15 này em xin giao lưu là 900 ngàn. 900 ngàn là giá em bao ship toàn quốc luôn ha. Khi ship thì em ship luôn cả chậu luôn. Tiếp theo mã số 8, 16 chứ. Tiếp theo mã số 16 là một cây tím bướm. Tím bướm này gốc cũng bonsai luôn. Mặt hoa tím bướm rất là đẹp nha. Nụ búp búp nè, ra rất là nhiều nụ ha. Cây rất xuyên hoa. Cây này về mình lấy bo cũng được ha.
Đây, này đế sổ luôn nha cô chú anh chị. Này đồ sổ cũng 40 ha. Rồi mã số 16 này cao 85, ngang 75, hoành 20. Mã số 16 là 700.000. 700.000 này giá em bao ship toàn quốc luôn. Tiếp theo mã số 17 là một cây tím tuyết nha. Tím tuyết, mặt hoa tím tuyết thì rất là thơm nhẹ nha cô chú anh chị. Hoa chơi bền, xuyên bông nữa. Phơm tàn thì rất là tròn và kính ha. Kê rất nhiều được kê rồi mới được phơm tàn cái dày như thế này. Củ đế, đế này cũng đế sổ luôn. Đế rất là quái nha. Rồi, cao 95, ngang 85, hoành 14. Mã số 17 là 500.000. 500.000 là giá em bao ship toàn quốc luôn nha. Khi ship thì ship luôn cả chậu luôn. Tiếp theo mã số 18 là một cây tím tuyết luôn. Đây, 17, 18 là được một cặp nha cô chú anh chị. Tím tuyết thì mặt bông rất là đẹp, phơm tàn cũng rất là tròn đều mà kính nữa ha. Đế này cũng đế sổ luôn. Đế sổ rất là quái nha. Rồi mã số 18 này là cao 90, ngang 80, hoành 19. Mã số 18 em xin giao lưu là 550.000. 17, 18 là em được một cặp tím tiết nha cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 19 là một cây cẩm thạch màu tím ha. Này được tông một cốt nha cô chú anh chị. Cây này về mình làm tàn dù rất là đẹp ha. Cẩm thạch màu tím thường rất là xuyên hoa. Đây, vừa bút nụ nữa nè. Kép mắt ghép thì đã được nó liền lại nhau rồi. Ghép rất là lâu rồi. Tông một cốt luôn. Này cao 1m1, tay ngang 1m, hoành 16. Mã số 19 là 500.000. 500.000 là giá em bao ship toàn quốc luôn. Tiếp theo mã số 20 là một cây đỏ lửa ha. Quá chừng phơm tàn nó tròn, nó kính nữa. Đỏ lửa thì màu lên rất là đẹp, nổi ha, rực rỡ luôn. Cô chú anh chị mua hàng thì qua liên hệ qua số điện thoại dùm em nha, 0706 961085 ha, để được em trả lời là nhanh nhất ha. Rồi đây, củ đế rất là sạch luôn. Mã số 20, cao 1m, ngang 80, hoành 14. Mã số 20 thì em xin giao lưu là 500.000. Số điện thoại liên hệ mua hàng của em là 0706 961085, cũng như là số Zalo nha. Cô chú anh chị cứ gọi trực tiếp vào số điện thoại đó ha, để em được trả lời nhanh nhất nha. Tiếp theo mã số 21 cũng là một cây đỏ lửa luôn. 20-21 em được một cặp đỏ lửa ha. Cây này phơm tàn cũng rất là tròn kính luôn. Cái này kê rất là nhiều đợt kê nha cô chú anh chị. Kê với nu lâu rồi mới được cái phơm tàn như vậy. Được này cái tông một cốt luôn à. Củ đế rất là đặc nha. Rồi mã số 21 cao 1m, tay ngang 80, hoành 14. Mã số 21 này 550.000. Giá này em cũng bao ship toàn quốc ha. Khi ship thì ship luôn cả chậu. Giấy thì bên em bao sống cho cô chú anh chị mình tới 2 tháng luôn nha. Tiếp theo mã số 22 là một cây tím tuyết. Này, tím tuyết ha. Mặt hoa tím tuyết nè. Bông cũng rất là đậm đó cô chú anh chị. Phơm tàn thì kính luôn ha. Cao 1m2, tay ngang 85, hoành 19. Mã số 22 này em cũng xin giao lưu là 550.000. Củ đế nè, đế rất là sạch ha. Tiếp theo mã số 23 là một cây cam lửa. Phơm tàn rất là đẹp. Cam lửa ha. Đây, cam lửa nè. Bông rất là đẹp luôn. Cái này tông một cốt luôn nha. Củ đế nè. Đế này về cô chú anh chị sang chậu á, nâng củ đế em giúp em. Đế còn ở dưới đây nữa ha. Cao 1m, ngang 80, hoành 14. Mã số 23 là 550.000.
Giá này em cũng bao ship toàn quốc luôn nha. Tiếp theo mã số 24 là một cây ba màu lửa nha cô chú anh chị. Quá xá cái cây này. Cây này là phơm tàn lớn luôn nha. Đây, ba màu lửa nha cô chú anh chị. Cây này là lâu năm luôn rồi nha. Ghép rất là lâu rồi, được ba màu. Một cam lửa, màu đỏ lửa, tím lửa. Bông thì đen lên nha. Đây, nụ búp búp nè. Lên rất là nhiều nụ nha. Kép mắt kép này, nhánh nó cũng lớn nha cô chú anh chị. Chi đóng rất là đều luôn, củ đế nè. Củ đế rất là đặc luôn nha. Củ đế ở đây là 57 nha. Đế là củ hai tay mơm không giáp ha. Củ rất là đặc luôn, đặc mà tròn quay luôn ha. Đây nè, nhìn cái củ rất là đẹp luôn. Cao 1,5 m, tay ngang 1,2 m, hoành là 31. Mã số 24 này em cũng xin giao lưu là 1 triệu nha. 1 triệu về giá em bao ship toàn quốc luôn ha. Tiếp theo, mã số 25 cũng là một cây ba màu lửa luôn. Đây nè cô chú anh chị thấy, những cái màu lửa này nè, nó lên màu một cái là nó rất là đẹp luôn. Nó rất là nổi. Những cái dòng lửa này nè, bông mà nó nở gỗ nó rất là đậm luôn, nhìn rất là đẹp. Cái này là đỏ lửa nha cô chú anh chị, tím lửa và cam lửa, ba màu. Cây này rất là ghép rất là lâu rồi, già cây hết rồi. Nó lên móc luôn rồi nha. Đây. Cây nó lên móc luôn rồi. Củ đế nè, đế rất là lực luôn nha. Đế rất là sạch luôn. Rồi mã số 25, cao 1,4 m, tới ngang 1,1 m, hoành 30. Mã số 25 này là 900.000. 900.000 này giá em bao ship toàn quốc nha. Khi ship thì em ship luôn cả chậu luôn nha. Tiếp theo mã số 26. 26 là cây này cũng ba màu lửa luôn ha. Phơm tàn rất là tròn đều. Ba màu lửa luôn. Chèn xương rất là dày đặc ha. Cây này là có một lỗi nhỏ là nó chóc da từ nhỏ nha cô chú anh chị, nhưng mà rất là cứng không sao. Cây này củ lớn thì em có lỗi nhỏ thì em sẽ để giá hữu nghị cho cô chú anh chị mình dễ chơi ha. Rồi cây này thì cao 1,2 m, tới ngang 90, hoành thì tới 32. Rồi mã số 26 này em chỉ xin giao lưu là 750.000 thôi, tại có lỗi nhỏ vậy. Cây thì vẫn sống khỏe bình thường nha cô chú anh chị. Em bao cô chú anh chị mình trong vòng 2 tháng luôn ha. Tiếp theo mã số 27 là một cây ba màu lửa. Màu đỏ lửa, màu tím lửa và màu cam lửa ha. Đây. Ba màu lửa lên rất là nổi ha. Cây này thì cây nhỏ gọn. Củ đế nè. Củ đế này mình sang qua chỗ kiểu giúp em ha. Cao 65, ngang 65, hoành 15. Mã số 27, 350.000. Giá này giá em cũng bao ship toàn quốc ha. Tiếp theo mã số 28 là một cây tím lửa. Mọc hoa tím lửa rất là đẹp. Đây. Phơm tàn nè, cũng rất là kín luôn ha. Tím lửa, củ đế. Củ đế là rất là sạch luôn nha. Cao 60, ngang 65, hoành 14. Rồi mã số 28 này 350.000. Giá này em cũng bao ship toàn quốc luôn nha. Tiếp theo mã số 29 là em lên cho cô chú anh chị mình một cặp dưa hấu nha. Mặt hoa dưa hấu thì rất là đẹp. Cây thì đen xanh mướt nè. Đây, mặt hoa dưa hấu nè. Đọt non thì rất là nhiều ha. Cái này gì mình lấy bo cũng được luôn. Cây này chiều cao 60, ngang 50, hoành 12. Cây bên đây cũng vậy luôn. Chiều cao 50, tán ngang 60, hoành 12. Một cặp như thế này thì em xin giao lưu là 500.000. Còn cô chú anh chị mua lẻ một cây á thì là 300.000 nha. Giá này giá em cũng bao ship toàn quốc luôn. Và phần cuối clip thì em xin giao lưu một cây giấy Mỹ gốc bự ha. Cô chú anh chị theo em ra trước nha. Cây giấy gốc Mỹ. Hãy subscribe.
cây này thì em đã vô khung từ nhỏ ha cô chú anh chị. Nè, em đã làm khung sắt rồi, cây rất là bự luôn ha. Đây, cây này là đủ 5 màu hết nha cô chú anh chị. Đây là ngũ sắc lá hái nha. Phơm tàn thì rất là đẹp luôn. Ở trên thì em đã làm khung sắt tàn dù rồi ha. Cây này tán ngang của nó là 1m8. Từ cái bộ đế mà lên tới cái mắt ghép á, là 2m9. Lên tới trên luôn là 3m5 nha. Cái này là thân một cốt luôn. Cây rất là lớn nha. Cái thân ở đây là 23. Củ đế cũng rất là sạch luôn. Củ đế là 70 nha. Nè, đế nè, hai tay em ôm không giáp luôn ha. Cái hoành, hoành ở đây là 30 nha cô chú anh chị. Đây, cây này thân rất là lớn luôn. Để vô khung rồi. Tán ngang thì là 1m9. Ồ, 1m8, tán ngang 1m8. Từ cái bộ đế lên tới mắt ghép là 2m9. Lên trên luôn là 3m5. Rồi, cây như thế này thì em xin giữ lại giá ha. Cô chú anh chị nào có thiện chí á thì liên hệ em nha. Em ở quốc lộ 80 Lai Dung Đồng Tháp luôn. Rồi, cây ngũ sắc cũng là phần cuối clip ạ. Trong clip này mong cô chú anh chị ủng hộ nhà vườn em ha. Hẹn cô chú anh chị vào clip sau.